năm vậy? Bọn anh mù à mà anh không biết được em đang làm gì à? Làm gì? Đang chụp cột. Cột đấy làm gì? Dở hơi. Này đừng có đạp. Hỏng đây. Hỏng gì? Chân cột thì con buộc chó. Buộc chó? Phơi nắng. Phơi nắng? Này, chụp, này. Ta thì mày chôn cái cột này cháu gà chả buộc được buộc chó. Quay. Hai người anh cũng chả nhổ được cái nồi. Em chờ anh nhỉ? Em đây. Chôn hơi bị kỹ. Mày tin tao nhấc hai ngón tay anh lên không? Nào. Hả? Bây giờ mà anh nhấc được hả? Em cho anh 50 ấy. Hả? À, có tiền à? Nhấc được đấy. Em cho anh 50 luôn. Tránh ra, đưa sẵn tiền không? Không. Đưa đây. Cái gì cũng phải có điều kiện. Tránh ra. Không. Nếu mà anh chua thì sao? Chua thì không thể chua được này. Không. Mày thử nhìn cái cột này tao nhấc. Nếu mà em đã lời chắc chắn này. Hả? Nếu mà anh thua em, anh phải mất em 20. 20 à, 50 gì? Tiền. Cốp tiền. Tiền cho cháu múc. Cốp tiền. Đây gì? Ừ. Sụp. Ôi giời. Yếu chiêu mà cứ tỏ ra là mạnh mẽ. Làm từ từ. Từ từ. Thơm thế. Sao nó lỏng thế nào lên nhỉ? Thôi. Yếu đuối. Trời ơi. Nào vừa ra. Lấp lên. Em về em dắt chó em. Em chích. Ở đấy mà tập luyện nha. Yêu đuôi mà cứ tỏ ra là nguy hiểm. Hay là gì ạ? Nhổ cái cột. Cái cột đấy mà nhổ được. Đồng lao không nhỉ? Đố mới nhổ được đấy. Hả? Em mà nhổ được gì nào? Nhổ được á? Nhổ được tao cho mày 50. Nếu mà không nhổ được thì... Không nhổ được thì mày mất tao 20. Tiền. Tiền, thế là hòa vui đấy. Tiền giữa. Đây, ok đây. Mày... Hey. Đây mà không nhổ. Đá, nhổ đi. Giời, tưởng đơn giản đấy. Ôi giời ơi. Mày tưởng đơn giản đấy. Ai hốt thì mà. Đơn giản mà anh. Đơn giản mà anh. À, sao đấy? Thôi em về nhá. Là 50 nha. Em về nhá. Bây giờ là như này nhá. Chơi game ăn tiền. Khi không ăn tiền mà ta lại chịu thế này, ta phải gỡ lại những gì đã mất. Em làm hai quả tạ cho anh. Ừ. Em buộc dây. Rồi. Tạ nhẹ thôi, chắc chỉ đủ cân chứa rồi. Rồi. Anh dựng thẳng tay ra, dựng xe tay thẳng nha. Thẳng lên đây này, đấy. Đấy. Rồi. Sau em để lên. Anh mà trụ được trong vòng khoảng 5 phút. Nhưng mà tạ nặng thì tao trụ được 5 phút. Nghe. Bao cân? 1 cân. Thử cái ra rồi biết. Thử cái thì mới chơi được. Đâu? Tạ đâu? Đâu? Đấy. Ok không? Tạ gì bằng dây thì đau tay thế. Thế thì mới là thử cách. Thế là quá dễ. 5 phút à? Em cũng chịu được. 5 phút thì anh sẽ được 100.000. Ok, cũng hơi khó đấy. Nhưng mà nhớ này. Nói chung là ok. Chờ, ok này. Dạo này tập gym này. Chuột này, thấy chuột không? Chuột kèo nha. Ừ, chuột kèo. Thấy chuột không? Đấy, dạo này tập gym hơi khỏe. Bây giờ... À, tính giờ nhá. À, tính luôn từ lúc nãy rồi, 30 giây rồi. Bắt đầu. Điền là 30 giây rồi, gần 1 phút rồi. Tao cứ áng, không cần biết đâu. À, bao nhiêu này? À,
từ tính đến từ 50 nhé. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Đấy là 1 phút rồi đấy nhá. Này, chơi ai chơi, chơi chơi thêm đồ thì ai mà chơi được. Vậy là giờ 6. Chắc một tí gọi là khó khăn ý. Thế thì phải giảm bớt 1 phút. Ok. À, thế thì 120, 121, 122, 123, 124. Hôm nay là cho tao sữa, nghe có vẻ điều điều. Thôi, à, điều cái gì mà điều? Có bỏ đồng gì trong không? Không. Bên à, biết đâu mình châm kim vào đây. À, không được. Không anh châm, nếu mà châm kim á, thì bóp cái đèn phỏ tràn không? Hôm nay nghe tốt thế. Em không muốn hết, em cho thôi. Được, ok. Em có lòng thì anh cũng có dạ. Bây giờ mình sẽ trôn Marika. Ui, ui, cái gì? Phải chưa? Marika là chuyên gia của chút lào ấy. Mà chuyên gia trôn mình, quả đây mình phải cho Marika một vũ thật nặng. Cho Marika chưa thôi, chuyên gia trôn mình luôn rồi nè. Này là chút lào. Em ơi, cho anh chị cơm nước để ăn phê. Ok, xong rồi mọi người ơi. Không, nhưng mà đấy cả tình lắm. Thế nên bây giờ mình phải quen á. Là thật đẹp. Mà đấy cả phát hiện ra ngay. Lâu ấy cái này đi. Lậu thai có rồi. Chứ mày bé ăn bát ít thôi. Tuyệt vời. Nói đâu. Nhạt thế. Còn nhạt nữa. Ăn mặn đái tai của mẹ. Muối trong bếp. Tự lấy. Không, tao ăn ngạt rồi. Tao đang muốn để con cái, không ăn mặn được.
lừa nó làm một cái đấy. Không thấy à? Không có đâu, ở dưới kia, dưới chặn bát có cái hộp muối đây. Không, được voi đầu tiên à? Cái hai cái này khó tạo hình quá. Cửa còn bát mì tôm chưa đôi. Sáng nhà dạo anh lại anh em mình đói kém quá. Thách thu à? Ngon không? Câu như thế này à, mệt trên đầu gọi là tóc à, gì nhỉ à, mày biết tại sao dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc, mà những nơi hiểm hóc thì người ta gọi là lông không? Những nơi hiểm hóc ấy thì nó thì cái lông nó à, nó hay xoăn hơn à, hiểu không? Hiểu thì biết. Chắc là bị kia đấy. Ăn ngon mà, bị cái gì đâu. Tình chân. Cười gì? Ăn được mà, thôi ăn đi ạ. Đấy, ăn đi. Có cái đâu. Trời ơi. Ăn đi không phí. Thật chó nó không ăn mì tôm đâu. Cái gì mà cười? Ăn đi. Nhiều người ta. Chó người ta không ăn mì tôm đâu. Đây. Ăn đi. Sợ gì? Đây. Đi hót đi. Thế đi hót đi. Ăn con cái lông thôi mà. Ở đấy nha. Ừ? Em. Đi đâu? Đi chơi. Chơi đâu? Đi cô. Đi với. Thôi, ai mà liền cơ thì người ta cười thối mồm. Tao có bị thối mồm đâu, cái điển. Chờ tao tí.